Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu ý kiến. Năm 2018 được xem là một năm thành công của PVN khi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, khách quan và chủ quan. Về đích trước hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch năm như tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 23,98 triệu tấn, sản xuất điện đạt hơn 21 tỷ kWh, sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 18 ngày đạt 1,63 triệu tấn, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 626,8 ngàn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm. Nộp ngân sách 121,3 ngàn tỷ đồng. Năm 2019, PVN đặt mục tiêu lớn với doanh thu 612,2 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách 87,5 ngàn tỷ đồng. Ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của PVN thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý chí, sức mạnh và niềm tin của đội ngũ người lao động đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. PVN đã tiến hành tốt việc tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp với việc cổ phần hóa 3 đơn vị lớn. Đặc biệt, một số dự án yếu kém đã được PVN xử lý bước đầu có hiệu quả. Thủ tướng biểu dương và chúc mừng người lao động PVN bằng những hành động cụ thể đã có được thành công nhất định và đó cũng là tiền đề để tập đoàn tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước. Thủ tướng cho rằng tăng cường đoàn kết, nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn là điều kiện cốt lõi để kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm duy trì sự phát triển của tập đoàn thời gian tới.